Tướng tốt trang nghiêm thân, vô lượng chúng vây quanh, trong mỗi lỗ chân lông hiện đủ thứ quang minh, thấy các loại quần sinh, chết đây mà sinh kia, luân hồi trong năm cõi, thường thọ vô lượng khổ. Tai ta rất thanh tịnh, xa gần thảy đều nghe, tất cả biển lời nói, đều nghe nhớ trì được. Chư Phật chuyển pháp luân, tiếng diệu không gì sánh, hết thảy các văn tự, thảy đều nhớ trì được. Mũi ta rất thanh tịnh, nơi pháp đều vô ngại, tất cả đều tự tại, ngươi nên vào môn này. Lưỡi ta rất rộng lớn, tịnh tốt hay diễn nói, tùy ứng diễn diệu pháp, ngươi nên vào môn này. Thân ta rất thanh tịnh, ba đời đồng như như, tùy tâm các chúng sinh, tất cả thảy đều hiện. Tâm ta tịnh vô ngại, như không hàm vạn tượng, khắp niệm các Như Lai mà cũng chẳng phân biệt. Biết rõ vô lượng cõi, tất cả các biển tâm, các căn và dục lạc mà cũng chẳng phân biệt. Ta dùng đại thần thông, chấn động vô lượng cõi, thân ta đều đến khắp, điều phục người khó điều. Phước ta rất rộng lớn, như không chẳng cùng tận, cúng dường các Như Lai, lợi ích tất cả chúng. Trí ta rộng thanh tịnh, biết rõ biển các pháp, trừ diệt hoặc chúng sinh, ngươi nên vào môn này. Ta biết Phật ba đời, cùng với tất cả pháp, cũng rõ phương tiện đó, môn này khắp trên hết. Thấy trong mỗi hạt bụi, ba đời tất cả cõi, cũng thấy chư Phật đó, đây là sức phổ môn. Trong bụi cõi mười phương, đều thấy Lô Xá Na, ngồi dưới cội Bồ Đề, thành đạo diễn diệu pháp.